Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay kênh điện thoại di động, đồng hồ kính mắt, đá phong thủy, đồng hồ cổ Đức Toàn lại về một chiếc đồng hồ tủ cây thương hiệu Howard Miner. Em lại giới thiệu với các bác và review từng chi tiết đấy các bác, để các bác được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng em nó. Và em sẽ đi vào chi tiết của chiếc đồng hồ này từng chi tiết và thử chuông để các bác được nghe và thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ này và hình thức của chiếc đồng hồ này. Thì trước tay em chỉ đây thì rất chi là mới, phải nói là độ mới của nó đến 95%. Quý vị và các bác thấy ưng hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0977 185669 tại thôn Thị Tứ, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tại siêu thị Đức Toàn. Em bây giờ em đi vào từng chi tiết và nên cốt của chiếc đồng hồ này để các bác hướng dẫn các bác nên cốt. Đây, như các bác thấy đây là chiếc đồng hồ đã đang hết cốt. Thì em bây giờ em lấy tay quay chiếc đồng hồ này, em sẽ nên cốt chiếc đồng hồ như này. Chiếc đồng hồ khi hết cót sẽ được nên cót. Đấy, khi em nên cót bằng tay cót như này thì chiếc quả tạ sẽ được lên lên. Thế khi các bác lên đến một tầm nhất định như này thì các bác sẽ dừng lại. Rồi, bây giờ em sẽ quay ba quả tạ và chiếc nắp đàn này để các bác được nhìn thấy là ba quả tạ này với chiếc nắp đàn này thì hình thức còn rất chi là mới và đẹp, màu vàng rất chi là sáng, sáng loáng luôn, đẹp không tì vết. Và bây giờ em đi quay vào chi tiết và mặt của chiếc đồng hồ này. À đây, em quên, em không giới thiệu các bác, để cho chiếc đồng hồ này nó chạy được. Khi em lên cót rồi thì em sẽ phải đưa quả nắp như này. Em lấy tay em đưa quả nắp từ sang một bên như này. Sau em thả tay ra thì chiếc đồng hồ sẽ hoạt động. Đây. Và bây giờ em đi vào thử chuông để các bác được nghe âm thanh của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này được chơi 3 bản nhạc và có chế độ ngắt chuông đêm. Đây, em đang để bài hát ở bản nhạc Switch. Đây, quý vị gạt lên trên này là ngắt chuông, còn đây là bản Switch, còn bản này là bản
Còn đây là lịch trăng sao, chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ này 10 hoạt động 3 bản nhạc và 12 gông 12 búa. Trước khi kết thúc video, em xin quay lại toàn cảnh của chiếc đồng hồ này để các bác được nhìn ngắm lại chiếc đồng hồ này thêm một lần nữa. Các bác ưng mẫu đồng hồ này hãy liên hệ với Đức Toàn theo số điện thoại là 0977185669 tại thôn Thị Tứ, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.